Hiệp ý trong thánh lễ chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn tha tội và xin tạ ơn vì đi đường bình an, cầu cho linh hồn Phaolô, Maria Nguyễn Thị Tới, Gioan Bautista, Giuse và Maria cùng linh hồn Gioan. Cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, các linh hồn các tu sĩ, các linh mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em ăn năn thống hối và chúng ta nài xin ơn Chúa tha thứ để dâng thánh lễ sốt sắng. Ngày thứ năm trong tuần chúng ta kính Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và ngay bây giờ dọn tâm hồn mình sẵn sàng đón rước Chúa vào chính tâm hồn chúng ta. Vậy anh chị em hãy hối lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thánh và anh chị em không cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chép chép tiên tri Jeremiah. Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi và hãy la vào tai Jerusalem rằng: Đây Chúa phán, ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Khi đó ngươi theo ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy Israel đã được thánh hiến cho Chúa và là hoa quả đầu mùa của người. Những ai động đến nó phải đắc tội và phải chuốc lấy tai họa. Chúa phán như vậy: Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó. Nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất của ta và biến cơ nghiệp ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không nói: Chúa ở đâu? Họ nắm giữ lề luật mà không nhìn biết ta.
còn các chủ dân thì phản bội ta, và các tiên tri lại nhân dân Ba An mà nói tiên tri, và chạy theo các bụi thần giả trá. Chúa lại phán: hỡi tầng trời, hãy kinh ngạc về điều này, và hỡi các cửa trời, hãy u sầu thảm não, vì chưng dân ta đã phạm hai tội xấu xa. Họ đã từ bỏ ta là nguồn nước hằng sống, và đào những giếng rạn nứt không giữ nước được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguồn sông là ở như nơi Chúa. Lạy Chúa, nguồn sông là ở như nơi Chúa. Lạy Chúa, đấng từ bi Ngài chạm tới trời cao, lòng trung tín của Ngài vượt tới ngàn mây, đương công minh của Ngài như núi non Thiên Chúa, sự phán quyết của Ngài như biển thẳm sâu. Lạy Chúa, nguồn sông là như nơi Chúa. Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài, con người ta tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. Họ được ăn no đồ bồi dưỡng nơi nhà Chúa, và Chúa cho họ uống bởi nguồn vui thu của Ngài. Bởi chứng nguồn sông là ở như nơi Chúa, và trong sự sáng của Ngài, chúng con nhìn xem sự sáng. Xin Chúa dành để tình thương cho những ai thờ Chúa, và đứng công minh Ngài cho những kẻ lòng ngay. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con,
phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật Thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tại sao lại có hàng ngàn năm của lịch sử của Cựu Ước? Là bởi vì chỉ một điều duy nhất thôi, đó là Thiên Chúa chuẩn bị cho lòng dân, cho tất cả những ai hướng về ơn cứu độ, chuẩn bị lòng họ để đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận ơn cứu độ, đón nhận mầu nhiệm con Chúa làm người để cứu chuộc. Và vì thế cho thưa anh chị em, cả mấy ngàn năm của Cựu Ước chỉ để đón nhận một mình Chúa Giêsu, chỉ để chuẩn bị cho tâm hồn con người và hứa hẹn với tất cả mọi người ở trong thời Cựu Ước, chỉ để chờ đến ngày bình minh của ơn cứu độ rạng người. Đó là thời mà Chúa Kitô đến và rao giảng tin mừng. Vậy mà đến khi Chúa đã đến thì con người ta lại coi như là kẻ không có biết gì, không hề lắng nghe, coi như là kẻ muốn loại trừ con Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Chính vì thế, thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay vừa là một lời trách cứ, nhưng vừa là một lời dạy bảo tất cả chúng ta. Khi Chúa bảo rằng nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong điều các con nghe mà không được nghe, trong khi đó điều ấy đang xảy ra ở giữa các con đây, điều ấy đang xảy ra ở nơi các con đây, đó là ơn cứu độ đã đến, nước trời đã đến, và chính Chúa là hiện thân của nước trời, chính Chúa là mầu nhiệm của nước trời đã đến. Cũng chính vì lòng dân nguội lạnh mà cũng đã từng có các tiên tri đến nhắc nhở, dạy bảo, chuẩn bị cho họ đón nhận Chúa cứu thế. Bài đọc một hôm nay cũng vậy. Đó là lời của tiên tri Giê-rê-mi-a trách cứ dân chúng đã sống ơ hờ, đã sống nguội lạnh, đã sống mà quên mất cái tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa của mình. Cho nên tiên tri có một lời lẽ hết sức cứng rắn: các ngươi còn xa cách ta, và các ngươi đã chối từ những giáo huấn của ta. Tức là ngay từ trong Cựu Ước, thì khi con người chờ đợi Chúa cứu thế trong nhiều thời gian ròng rã như vậy, họ cũng đã từng có những lúc chểnh mảng. Tuy nhiên, nói chung các những người đã được lãnh nhận ơn Chúa gọi mà hôm nay Chúa Giêsu nhắc tới, đó là các tiên tri là và nhiều người công chính vẫn khao khát trông thấy cái ngày mà Chúa đến để cứu độ con người. Và sự khao khát ấy mãi cho tới thời chúng ta, thời Tân Ước đây, mới thành sự thật, mới thành hiện thực, khi mỗi người chúng ta đón nhận ơn Thánh Chúa, đón nhận lời Chúa, đón nhận chính Chúa Kitô là đấng cứu độ của mình, là giá cứu chuộc của mình. Anh chị em, chính vì thế chúng ta nhìn lại lịch sử của Cựu Ước với hàng ngàn năm dân Chúa trông ngóng để có thể đón nhận ơn cứu độ, chúng ta phải biết cảm tạ Chúa thật nhiều và phải mở lòng để đón nhận chính Chúa chúng ta, đấng
là đấng cứu độ đã đến giữa chúng ta, đã mang đến cho mình ơn giải thoát. Nhờ đó mà mọi tội lỗi, giờ đây chúng ta chỉ cần đến với Chúa ăn năn thống hối, Chúa sẽ tha thứ. Và chẳng những tha thứ, Chúa còn đưa chúng ta về tới cõi đời đời, nơi mà Chúa đang chờ đợi, Chúa đang mong muốn để đưa chúng ta về hưởng tôn nhang với Chúa. Vì thế thưa anh chị em, hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu kết luận của bài Tin Mừng hôm nay, để chúng ta giữ một lòng chung thủy, giữ một lòng sắt son trong tình yêu của mình, trong nghĩa thủy chung của mình dành cho Chúa của mình. Chúa bảo rằng nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, và họ được muốn nghe điều các con nghe mà không được nghe. Chúng ta nay đã được thấy, đã được nghe. Trong đức tin chúng ta biết rằng chính Chúa đã đến và đang cứu độ. Chúa đang mời gọi và dẫn đưa chúng ta về với Người. Lẽ nào điều mà những người công chính thời xưa, các tiên tri thời xưa trông đợi, mong ngóng, nay chúng ta đạt được trong tay mình, chúng ta lại không thèm màng tới? Nếu mà là như thế thì rõ ràng chúng ta đáng tội. Vậy xin Chúa chuẩn bị tâm hồn mỗi người để chúng ta hằng ngày, hằng giờ sống là sống với Chúa, sống cho Chúa, sống trong Chúa, để chúng ta đáng được lãnh nhận ơn Chúa. Và điều quan trọng hơn, lãnh nhận chính Chúa là gia nghiệp, là sự sống, là nguồn sống đời đời của chúng ta. Chúc cùng Chúa ban lòng ban thân chúng con bánh này hoa màu ruộng đất và công lao công nghiệp. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa là Chúa cả trời đất, chúc mừng Chúa đã đồng ban cho chúng con ruộng này là sản phẩm từ đôi nhau và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để ruộng này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Và Chúa là nơi chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phaolô, Maria, Gioan Bautista, Giuse, Gioan mà Chúa đã ra khỏi đời này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con, lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sắp rước bình an. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng chuông ngư vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Xin máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Oh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bội trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, chiều nay thì 4 giờ chúng ta bắt đầu đón rước Đức Cha và các cha đến đồng tế. Và 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ kiệu Á Thánh Andre Phú Yên. Nhân dịp này các em thiếu nhi thánh thể, đoàn thiếu nhi thánh thể nói chung và cả các em giáo lý viên, huynh trưởng của giáo xứ chúng ta nói riêng, mừng bổn mạng của mình Thánh Andre Phú Yên. Cho nên là chúng ta sẽ kiệu Thánh Andre Phú Yên nhân dịp các em mừng bổn mạng, cùng với việc một số con em chúng ta lãnh bí tích thêm sức và rước lễ bao đồng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Amazing.